Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ tới các anh chị và các bạn cái cách nấu lẩu gà lá quế, làm sao cho cái gà của mình nó mọng nước nè, vừa vị, và cái nước dùng nước lẩu thì cực kỳ thơm ngon. Cái món này thì rất là thích hợp để cho các anh chị và các bạn ăn vào những cái ngày lạnh lạnh nè, hoặc là giải cảm cũng rất là tốt đấy ạ. Nếu các bạn nào cảm thấy thích thì bắt tay làm chung với gia đình của mình ngày hôm nay với món lẩu gà lá quế này đi nào. Không có quá khó nhưng mà cho chúng ta thành phẩm cực kỳ hài lòng và ưng ý luôn đấy ạ. Đầu tiên thì chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu sau ha. Gà ở đây thì mình sẽ có 1,8 kg nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ có 300g măng tươi. Măng tươi này thì mình đã nhờ cái người bán bào ra cho mình những cái miếng măng mà nó mỏng mỏng như thế này rồi nè. Rồi ở đây thì mình sẽ có nấm bào ngư, nấm hải sản, nấm đùi gà. Tổng lượng ở đây là 1,5 kg nha. Do gia đình của mình thích ăn nấm nhiều nên là mình sẽ cho lượng nấm nhiều. 300g lá quế. Lá quế thì các anh chị và các bạn sử dụng tầm đó là được rồi. 4 cây sả, tỏi, ớt, hành củ nè. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái nồi nước và mình sẽ cho vô đây nửa muỗng cà phê muối. Sau khi mà nước sôi rồi thì chúng ta sẽ thả hết cái phần măng vô và mình sẽ trần qua đây trong vòng 10 tới 15 phút nha. Mình sẽ nấu cho nó ra hết chất đắng của măng. Trong lúc đó thì lá quế của mình đã nhặt ra rồi và mình đã rửa sạch thì mình sẽ cho vô một muỗng canh đường, một muỗng canh hạt nêm, 1/3 muỗng canh muối. Rồi mình sẽ cho vô đây nửa muỗng canh xả băm, nửa muỗng canh hành củ, thêm vào đây là nửa muỗng canh tỏi nữa nhé. Và lá quế ở trong này thì mình sử dụng cỡ tầm một nắm lá quế thôi. Mình sẽ giã cho nó nhuyễn ra như thế này để mình ướp vô cái phần gà, để gà của mình nó có mùi thơm đặc trưng của lá quế. Và sau khi mà mình giã nhuyễn nó ra được cái hỗn hợp như thế này rồi thì chúng ta sẽ bỏ vô cái phần gà. Gà thì mình đã rửa sạch sơ chế với giấm muối và mình chặt ra cái miếng vừa ăn rồi, thì mình sẽ ướp cái hỗn hợp lá quế đó vừa nãy mình giã ra đó, mình sẽ ướp chung nha. Rồi mình cho vô đây nửa muỗng canh nước mắm. Mình cảm thấy rằng khi mà mình đâm cái lá quế ra như thế này, mình ướp á, thì cái gà của mình nó rất là thơm. Mình ướp ở đây tầm nửa tiếng nha. Quay lại thì cũng là lúc mà cái nồi măng của mình luộc được tầm 15 phút rồi. Thì chúng ta sẽ vớt ra ngoài và mình sẽ rửa sạch nhiều lần với nước. Mọi người thấy không ạ? Cái nước nó rất là, nó ra cái màu đắng đắng á, cái màu vàng vàng này rất là đắng luôn. Và sau khi mà mình rửa ra để ráo rồi thì chúng ta sẽ bắt lên bếp một cái chảo. Mình cho vô tầm một muỗng canh dầu ăn nhé. Và sau khi mà dầu ăn nóng thì mình sẽ cho vô đây là tỏi và hành củ. Tỏi và hành củ thì mình sẽ khử cho thơm vàng lên, và cái lượng dầu thì mình đừng có cho quá nhiều nha. Rồi mình sẽ cho cái lòng gà vô và mình xào chung với cái tỏi hành này. Cho vô đây nửa muỗng cà phê nước mắm. Rồi sau khi mà cái lòng gà nó cũng đã xanh lại rồi thì chúng ta sẽ cho cái phần măng vô. Cái măng này thì mình đã rửa sạch qua nhiều lần với nước và mình để ráo rồi thì chúng ta sẽ cho vô và mình sẽ xào cho cái phần măng này nó xanh lại. Nên vô đây thêm nửa muỗng canh hạt nêm, một muỗng cà phê đường. Rồi trộn đều lên và mình chỉ cần xào cho nó xanh lại và nó rút gia vị là được nhé. Mình làm cái bước này thì cái măng của mình rất là thấm gia vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mình nấu nước lẩu thôi. Nước lẩu thì mình cho một muỗng canh dầu ăn và mình cho hết cái phần tỏi, sả và hành củ, sả băm nhuyễn và sả cắt khúc mình cho vô đây. Thì cái lượng mà mình ăn nhiều thì mình cho nhiều, ăn ít thì mình có thể giảm lại, nhưng mà mình cảm thấy cho vừa phải là ngon nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ xào cho tất cả các hỗn hợp này thơm vàng lên. Sau khi thơm vàng rồi thì chúng ta sẽ cho hết cái phần gà vừa nãy mình ướp đó. Mình sẽ xào cho nó xanh và cho nó rút gia vị lại. Lúc này mình đứng ở gian bếp của mình, cái mùi lá quế nó làm cho mình rất là thơm luôn và cực kỳ thèm luôn đó. Rất là thơm luôn nha. Rồi mình đậy nắp lại và mình để cho cái phần gà này nó xanh lại và nó chín nha. Đó, lúc này thì mình mở nắp ra và mình đảo thêm một lần nữa nè. Gà cũng tương đối xanh và rút gia vị rồi. Mình làm cái khâu này kỹ thì khi mà các anh chị và các bạn nấu á, cái gà nó không có bị hôi mùi gà và nó không có bị tanh nha. Sau khi mà nó xanh rồi thì chúng ta sẽ cho vô nửa lít nước dừa. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho vô 2 lít nước lọc. Thì tổng lượng nước là tầm 2 lít rưỡi tới 3 lít là ngon nha. Rồi mình sẽ đậy lại và mình sẽ nấu cho nó sôi lên. Và sau khi mà nó sôi lên như thế này rồi thì nếu mà có bọt thì các anh chị và các bạn vớt bỏ cái bọt này đi để cho cái nước dùng của mình nó thơm hơn và nó trong hơn nha. Và sau khi mà nó sôi lên được rồi thì chúng ta sẽ cho hết cái phần măng vô. Măng vừa nãy mình đã xào qua gia vị rồi đó, thì chúng ta cũng sẽ cho hết cái phần măng vô.
và mình sẽ nấu nha. Khi mà các anh chị và các bạn cho mình măng vô rồi thì chúng ta sẽ nêm nếm lại cái nồi lẩu này, nước dùng này coi nó đã vừa ăn chưa. Tại vì trong cái phần măng nó có gia vị á, nên là chúng ta sẽ nêm vô đây là thêm một muỗng canh đường phèn nữa nhé. Lúc này thì mình sẽ canh chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình của mình, thêm một muỗng canh hạt nêm nữa để cho cái nước dùng này nó đậm đà hơn, nửa muỗng cà phê muối nữa. Và với cái công thức này thì mình cảm thấy lẩu này đã vừa ăn rồi. Để tăng thêm mùi thơm và mùi hấp dẫn thì chúng ta sẽ cho thêm một chút xíu nước mắm vô nữa là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ vớt bọt ra và mình sẽ ăn chung với nấm nè. Nấm đùi gà, nấm rơm thì mình cũng đã sơ chế sạch rồi. Thì bây giờ ăn tới đâu thì chúng ta sẽ cho nấm vô tới đó. Cái món này thì khi mà mình ăn tới đâu á thì mình sẽ cho thêm lá quế vô nè, cho nấm vô nè, rồi mình sẽ ăn kèm với muối ớt. Và mình sẽ ăn chung với bún thì rất là hấp dẫn luôn đó ạ. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách nấu lẩu gà lá quế làm sao cho hấp dẫn, giữ chọn được hương vị và tăng thêm cái mùi thơm của lá quế. Và gà của mình mọng nước đậm đà thì các anh chị và các bạn có thể nấu theo cái cách này nha. Đảm bảo rằng các anh chị và các bạn sẽ cực kỳ hài lòng đó ạ. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong. Nếu mà có góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ. Rồi, kênh mất của vợ xin chào cả nhà. Hẹn gặp nhau vào những video tiếp theo nha.